còn nhận được hay. Sự che mờ dù mình kia đã sẽ xóa tan, giống như màn đêm đã có thể đưa con ra khỏi nơi mà dù mình, để cho con trở về cảnh giới được yên lành. Một lòng một hướng, ta đầy dẫn đường. Phiền còn cô giữ thần tâm, ý ta suy nghĩ trước khi ta làm. Tu nhân tích đức mới được bạn tại gia, cố gắng lo chọn hiếu ẩn, cầu xin tiền tổ chỉ cần cho con nhẹ bớt cái thần cõi này. Nay con đã gặp mẹ thầy, nhờ ơn đức độ kiếp này được bạn. Tâm đại nguyện không bổ ngư sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tâm tình cứu khổ đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô Long Qua giáo chủ hạ sinh Di Lặc Tôn Phật Bồ Tát. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Diễn bởi Phật nhân thân tâm trở về, bởi chính thân gán mà lo liệu nơi Phật thế, tu nhân cho kịp để bước vào. Tâm thịnh đại nguyện đến Tích Ca, tâm ta cảm thấy rất hiền hòa, lòng ta hoan hỷ luôn tự tại, độ cho chính người độ chính ta.
trong cảnh giới của nhân loại đều trải qua ân kiếp sinh lão bệnh tử đều do kiếp con người quá tạo sinh. Nếu kiếp này ta đã nhận trở về thì phải gắng tu nhân tạo thêm công đức. Mở mắt ra, trong lòng thần nữ cảm nhận ra sao? Nơi cửa thiền môn luôn lúc nào cũng tiếp đón. Nếu các con đã có pháp, đã có thiện căn thì được ơn trên có thể chuyển qua đến bản thân của mình. Nay con đã đủ duyên trở về nơi đây thì trong lòng con cảm thấy như thế nào? Bồ đề cánh cửa từ bi Quan Âm Bồ Tát triển khai con về hôm nay đã được cận kề gặp thầy gặp tổ gán mà giữ tâm làm sao phước thiện để làm một đời một kiếp ta đầy trở về đúng đời vị trí của ta từ xa cũng nhận tâm mình cũng vui. Nhận được như thế nào? Lời nói này có giống như lời nói mà con đã từng nghe chưa? Quan Âm đã chuyển cho con, nay con đã gặp vì hàng ngày hồi hướng phát nguyện chỉ kinh cứu khổ chỉ chú đại bi có thể đem giảng dạy hướng cho tất cả mọi người và những quan gia nhiều đời hiện tại cũng đã theo con. Vì trong lòng con đã có phát nguyện thì tất cả những gì này sẽ theo con, hiểu chưa? Và tổ tiên của quyền kiến họ của con nhiều đời nhiều kiếp cũng trở về cũng quan hệ đến con. Nếu con đã quay hướng đến tất cả các ngài thì trong lòng của con luôn có thể nhận được những gì mà các ngài sẽ cho con cảm nhận. Con thấy kiếp con người sau khi trở về trong cõi thế gian, con có thấy một đời con có được viên mãn chưa nào? Dạ con được trải qua, bây giờ con đã được viên mãn. Vì con không thấy được ta, nhưng ta đầy đã quá độ kiếp cần con về. Từ nay cố gắng cận kề
trao dồi đạo hạnh để mà hiểu thêm một cây có thể che dạng cây, vì cây đó là cây gì hả con? Cây Bồ Đề. Đúng. Vì nếu con người muốn lên đỉnh cao phải đi từ đâu hả con? Đi từ thấp mới được lên cao. Đúng. Còn nếu như ta muốn trở về cội nguồn kiếp của ta thì ta phải làm thế nào? Nhiều thêm hồi hướng cũng được. Vì con đối diện với ta, con có nhận được ơn điện của ta như thế nào? Chung dù gì con sẽ nhận. Tất cả trở về chỉ cần tâm các con khai ngộ và có thể nhận xét chính mình, cửa Phật từ bi có thể đón nhận các con dù bao nhiêu kiếp. Các con cũng đã có pháp tu, nhưng kiếp này con phải trả trong một cái cảnh thế gian, gia đình và bản thân. Sau khi các con quay trở về để hồi hướng biết con đường đi để mà làm thiện, thì điều đó các con đã có thể tạo hóa duyên cho kiếp trước và kiếp này. Thân khẩu ý được hoan hỷ, đem cho tất cả được sự yên lành. Mọi việc ta phải không nên đấu tranh, mà có thể luôn thương yêu nhau và hỗ trợ giúp đỡ cho nhau tùy theo cuộc sống và hoàn cảnh. Là con Phật thánh tiền điều hạ phàm xuống, khổ đau từ lúc nhỏ, sau khi trưởng thành trở về xế thì cuộc sống sẽ đổi thay. Nếu các con đã hiểu được luật nhân và luật quả và đời trước và đời này thì con phải làm sao? Con phải sám hối. Trong chân hai, ta sẽ chuyển cho các con trở về nơi chùa Cô Đơn một chuyến để hội ngộ. Hiểu chưa? Biết chùa Cô Đơn ở đâu không? Và sẽ đi diễn cảnh tại nơi Thất Sơn Bảy Núi, nên đỉnh cao của Đức Phật Di Lạc một chuyến, về nguồn gốc tịnh độ mà các con được có thể an lành. Ta phải đi về gốc, sau đó ta phải đi về ngọn. Ngọn là gì hả con? Từ trước đến giờ, con cũng đã đi qua nhiều nơi. Sự cảm nhận của con đến tất cả trong các hàng cần để gieo duyên, thì con học được điều gì có thể nói ta nghe? Con học được cái nhãn và cái nhị, con đã nhìn được, ngộ được.
là con để trong tâm là con nhận nó. Công đức và phước đức do các con biết bồi, biết tạo, không gieo ác nghiệp, không hại sinh linh, không gây tổn thương đến mọi người, đều có thể hoan hỷ và có thể ban bố cho mọi người bằng cái hướng, cái tâm nhận xét bằng lời nói của mình. Vì sao tất cả các ngài phải kêu gọi cho mọi nơi mọi người được có thể quay về cho mau lẹ? Vì thời gian không đợi chờ, nhưng chị ta có thể chờ đợi thời gian. Một phút cuối cùng ta cũng phải phát nguyện. Các con phải nhớ, Như Lai luôn lúc nào cũng ở trên để có thể hướng cho mọi người. Cảm nhận sẽ khi con đường chạy qua hồ ai, biết kiếp sống nhân sinh thay đổi được mọi thứ trong vạn vật, thì các con cũng phải chia sẻ những niềm vui, sự khổ đau mà chính vì các con để trong lòng từ bấy lâu nay. Nay ta đã mở tâm con trở về, thì gắng cố gắng vững vàng để có thể vững lòng mà tiếp tục lo chọn bổn đạo. Vì lực nhân trong kiếp trước đời này con cũng đã trải qua, thì con phải nhớ đạo đức làm đầu, luôn ta có thể nhận xét được chính ta, rồi ta có thể nhận xét được xung quanh ta. Chiếc lá vàng rơi, ta dẫn đón lá xanh trở về, bởi thế gian một cánh lầm than luôn biến đổi, ta thấy quạnh đời lại khổ đau. Để thoát kiếp đời này sao cho trọn, phải gắng hướng Phật để chọn đạo hiếu ân. Con pháp danh là gì? Con nhận nhà Phật ha. Nhận là quan là Huệ Nhiên. Con có hiểu hai chữ Huệ Nhiên như thế nào không? Huệ là cho con được Huệ Nhãn, Nhiên là tùy duyên. Huệ là trí huệ, khai tâm gọi là sáng. Huệ tượng trưng đem đến cho tất cả được có thể nhẹ nhàng. Còn duyên, con sẽ đi khắp nơi để gieo duyên. Con của bề trên có thể nhận xét, bởi duyên đó ta gieo cho đúng thì quả kia nó sẽ trở về. Hôm nay con đã nhận diện lời pháp của ta, trong lòng con còn điều gì cứ nói đi. Con nghe pháp, con ngộ mình xin cho con nhận nhị, cho con khai với lại cho xác con được nhẹ. Qua giờ con biết điểm vô không? Con đã về đúng cửa.
được phép đi vào. Còn tại thế, sự hạnh thân thì phải gán mà cho nó hết. Nếu con đã phát tâm lên thì từ lòng con cảm thấy nhẹ nhàng, sự khai ngộ kia là ta sẽ cho con nhận lấy. Sự che mờ dù mình kia đã sẽ xóa tan, giống như màn đêm đã có thể đưa con ra khỏi nơi mà dù mình, để cho con trở về cảnh giới được yên lành. Xe tay ra. Hôm nay được nhận thì có thể được phép đi vào thân xác để nói lên những gì từ bấy lâu nay. Còn con được đi phía trước dẫn dắt thân xác được nhẹ nhàng. Thành tâm đại nguyện, Đức Di Đà một lần con nguyện theo tất cả. Nay con nhận diện nơi đại nguyện, cầu xin các ngài chuyển xác thân dễ hiểu chưa? Giải cho con kinh con thành tâm đi, ta sẽ chuyển để cái nghiệp chướng con nó không bị bám víu, có thể xả ra trong thân xác của con. Con niệm Phật đi.
sau khi trở về non sẽ nhận một ơn điển từ của quyền cho đến ở trời. Thì từ nay con có thể hướng cho mọi người nhờ phát hiện lên thầy tổ tổ tiên phần đồ của mình, thì từ sẽ dẫn chuyển cho con có thể hành hướng và có thể giúp cho người khác tùy theo duyên. Nhẹ chưa nào? Con còn điều gì cứ nói. Thôi sơ sinh hỏi là mẹ của con hôm nay mẹ con tuổi thìn, ăn thì nhiều mà ngủ thì ít. Mẹ chồng hay là mẹ con, tất cả chơi chị bằng thân tứ đại lúc còn sanh tiền thì có thể làm điều cũng rơi vào hộ ai, thì nay cho dễ xế chịu, đó là cái bệnh trần gian. Nếu bà thật tâm niệm Đức Phật có thể cho bà được nhẹ nhàng, nhưng về tâm thần ý của bà nó cũng thay đổi. Con có thể cầu nguyện ơn trên tổ tiên để có thể lấy công đức của con xét chia để cho thân mẫu con được nhẹ nhàng, hiểu chưa? Cho nên làm được điều gì đã có thể tạo cho một hướng, còn nghiệp ai nấy trả coi. Thân mẫu con nhiều đời nhiều kiếp đã có dai thì nay cũng phải trả tùy theo ít nhiều. Còn bản thân con cũng đã xuống trần gian để đầu thai kiếp người, chọn một đời mình cùng là do thân mẫu tạo ra, thì cái ơn hiếu mẹ cha có thể con đây một cái hướng đi để sau này có thể cứu gọi được linh hồn của bà. Con hiểu chưa nào? Hàng ngày cứ niệm Phật, bái Phật, dùng nước thủy để cầu nguyện Quan Âm để mà cho bà uống. Người có thể rửa mặt chỗ nào thân tâm bà có thể nhức nhối thì ta có thể dùng thủy đó mà ta có thể chuyển vào. Mọi việc ta cũng đã định hướng cho con rồi, thì con theo hướng mà làm. Vì này cũng theo độ con đó. Vì đó là gì nào? Ông nào bụng to? Giờ con đã thông thả rồi, cuộc sống hiện thời bản thân mình thì không ai trói buộc. Con đã thấp bao nhiêu cuộc sống mình từ trước đến giờ, giờ con đã mở hết rồi, thì giờ con có thể được thông thả, không còn phải dướng bận, hiểu chưa? Mình hướng đây để vì công đức cho con của mình hướng đây để tổ tiên mình
có thể được an vui vì có con cháu biết tu hiền là cái quả nhiều đời của tổ tiên con. Cho nên đến ngày, đến năm, đến giờ để chuyện con phải biết tu để nhận xét lại chính mình. Thì một cái hướng mà trong lòng con từ bấy lâu nay con đã đi đó đây, thì đến lúc con đã ngộ rồi, thì theo cái tâm hướng mình mỗi ngày mà mình có thể hành hướng. Còn cái nào mà không hiểu thì trao đổi với sát phạm. Hiểu chưa? Được rồi. Được, con có thể lui ra, xây lưng lại. Rồi con xây lại ta hỏi. Từ trước đến giờ con đi theo hướng ơn trên cầu nguyện, thì con có biết căn quan vào vị trí nào không? Bên của thầy tổ. Con cũng nằm bên thiên hậu đó, thiên hậu nương nương. Hiểu biết, biết thiên hậu nương nương không? Dạ. Hồi đó một thời gian con cũng có, con có thờ. Nương có thể kháng bà. Dạ. Vậy chứ? Nó đúng là mẹ sanh mẹ độ của con. Tại vì con nằm bên gốc của hạt bà. Còn Bồ Tát Quan Âm là độ mạng cho con. Còn như thầy tổ con đập bình tổ. Hiểu chưa? Đó. Ta đã chỉ con rồi, thì con nguyện cho đúng thì con sẽ nhận. Thiên hậu nương nương chưa? Biết bà đó rồi đúng không? Rồi, được rồi. Để con có thể lui ra. Trước khi nguyện Thiên Hậu và nguyện Luân Thượng Đế nằm trong hướng của con, cha trời có thể chứng giám. Trong du chi sẽ nằm thấy, sẽ có sự báo mộng cho con. Còn linh tử này
có đường đi. Con cũng đã hiểu. Theo tâm hướng mình, làm tròn bổn phận. Phật có thể chứng cho con bằng cái ý và cái tâm. Con giống như là một sứ giả để mang đến cho mọi người có thể đi đây đó, đem những điều có thể đem đến cho nhân gian, lời của các ngài, công đức đó con cũng được nhận. Tuy con nhận tiền trần, tiền căn của con cũng có, và thân phận của mình thì tự mình ngộ lấy, hiểu chưa nào? Và ta cũng không cần phải hỏi bản thân ta là ai. Ta đại nguyện lên như là đại nguyện lên thầy tổ, thì tự nhiên ta sẽ có cảm nhận. Chân niên này, sự hành trình của con sẽ bắt đầu, con sẽ ngộ ra sự tiếp cận của con sắp tới như thế nào, thì con sẽ có nhận được. Làm cây thân tứ đại tùy theo sứ mệnh con người có thể gánh hai dài. Đây là cái duyên của con. Còn ai nghĩ ý gì thì con làm theo hành sự mà ơn trên đã dẫn được. Nay con đã tới đây, thì thay dạo trong niên mới, ta cũng gửi đến cho tất cả trong các đồng đạo và linh tử hữu hình cũng như vô hình đang hiện tiền trong cõi thế, để dẫn dắt cho con đường trở về được có thể tinh tấn và khai mau, được nhận diện sớm hơn. Hôm nay những lời ta có thể thiết ra thì ta cho phép con được thắc mắc. Con muốn thắc mắc điều gì? Sự hành hướng, sự biến đổi của càn khôn mà tất cả nhân sinh đang rơi vào hổ bại, nhưng cũng vì thay đổi vào trong cảnh giới trần gian, bốn mùa có thể thay đổi, vì khí hậu cũng có tránh khỏi đau thương bệnh tật. Thì theo con đi qua một vòng từ non núi trở về đó, nơi đô thị, thì sự cảm nhận của con nhận xét như thế nào? Yeah.
chia sẻ và chỉ điểm để cho con hiểu thêm về Phật pháp. Ngày hôm nay thì sẵn dịp đến đây, con cũng có câu hỏi muốn trên giải đáp. Dạ, là nói về nghiệp quả, nhân quả thì mọi thứ có thể thay đổi, nhưng mà mỗi người trong cái nghiệp quả, những cái người như nghèo khổ, đau ốm, bệnh tật thì phải làm cách nào để mới thoát được cái sự nghèo khổ, đau ốm, bệnh tật để giải được cái quả nghiệp? Mong anh trên chỉ điểm. Muốn thoát khỏi đi tất cả những nghiệp chướng, tai chướng của kiếp này, dù giàu nghèo cũng giống như nhau. Nếu con đã có được những gì con có thể con tạo được những gì con tạo, hoan hỷ được những gì con làm, công đức đó là có thể chia sẻ đến cho mọi người. Còn tránh đi những cái nghiệp của mình làm, hàng ngày tất cả mỗi nơi ai cũng có thể biết về Phật pháp, lấy chánh pháp ra mà ta có thể hiểu rộng, để có thể bồi đắp cho bản thân mình. Ăn chay niệm Phật hoặc ăn chay hành thiện, hoặc có thể mở được cái lòng từ bi, có thể hướng cho mọi người bằng những gì trong lòng ta, lời nói hay vật chất. Còn ta muốn không bị rơi vào cái nghiệp, mà để sau này sự buông bỏ, ta không nên chấp dứt. Thân khẩu ý ta không nên gieo để cho ảnh hưởng đến mọi người. Sự sát nghiệp ta cũng đã biết nhân quả thì ta cũng phải giảm lại. Nếu như ta ăn chay niệm Phật mà ta cầm dao giết vật thì khác nào tự ta giết lấy thân ta. Chính con vật đau thương khi nó sẽ la lên hoặc tiếng hét, sự kêu gào đó là có thể nó đã trả cái giá mà nhiều đời kiếp tái sinh quay về, để cho con người phải có thể gây ra khổ ai. Trong kiếp nhân sinh, có thể nói Bồ Đề là có thể bao dung, nhưng kiếp con người thì không tránh khỏi khổ đau. Vì Phật pháp đã có thể đem đến cho nhân loại được một giống như liều thuốc để nhận diện cho chính mình, mà có thể tự mình nhận lấy. Mọi điều tự ngộ được chính mình thì mình sẽ không làm những điều gây đến khổ đau. Và trong kiếp này mình sẽ được nhẹ nhàng, cho dù đáo lại hay trở về nơi chính mình, không bị đau khổ như kiếp mà ta đã làm. Có hiểu chưa nào?